Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Chi 100 tỷ đồng, câu lạc bộ Nam Định sở hữu đội hình khủng tại V-League 2023. Nhà tài trợ mới chi cả 100 tỷ đồng giúp câu lạc bộ Nam Định chiêu binh mãi mã. Theo đó, mùa tới đội bóng Thành Nam sẽ sở hữu một đội hình chất lượng đáng mơ ước. Câu lạc bộ Nam Định là đội bóng hoạt động tích cực và hiệu quả nhất trên thị trường chuyển nhượng trước thềm mùa giải 2023. Nhờ sự hậu thuẫn lên tới cả 100 tỷ đồng của nhà tài trợ, đội bóng Thành Nam hứa hẹn trình làng diện mạo mới với mục tiêu cao ở V-League 2023. Tính đến thời điểm hiện tại, Nam Định đã thanh lý và không gia hạn hợp đồng với tổng cộng 11 cầu thủ. Ở chiều đến, đội bóng Thành Nam chính thức công bố 4 tân binh, bao gồm thủ môn Trần Nguyên Mạnh, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn, tiền vệ Henrio Arajo và tiền đạo gốc Việt Alexandre Đặng. Trong thời gian tới, Nam Định sẽ đón thêm nhiều bản hợp đồng chất lượng nữa. Bộ ba Văn Khánh, Khắc Ngọc và Trọng Đại đã xuất hiện trên sân tập của Nam Định. Đôi cánh của đội tuyển Việt Nam là Văn Thanh và Hồng Duy nhiều khả năng sẽ cập bến sân Thiên Trường. Nam Định cũng đang đàm phán những điều khoản cuối cùng với tiền vệ Phạm Đức Huy. Ngoài ra, Hoàng Minh Tuấn được gọi lại câu lạc bộ và Trần Mạnh Hùng được gia hạn hợp đồng. Bộ khung chính của Nam Định đã dần thành hình ở mùa giải 2023. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đang lên kế hoạch chiêu mộ hai ngoại binh đẳng cấp cho mùa bóng mới. Nếu có thể hoàn tất những thương vụ này, siêu đội hình của Nam Định sẽ vô cùng đáng gờm. Trong khung thành, Nguyên Mạnh đương nhiên là lựa chọn hàng đầu. Bộ đôi trung vệ của Nam Định sẽ là Văn Khánh, Hữu Tuấn. Hai hành lang cánh được đảm trách bởi Văn Thanh và Hồng Duy. Trên hàng tiền vệ, ngoài Silva và Đức Huy, Nam Định còn có Khắc Ngọc hay Trọng Đại. Alexandre Đặng sẽ đá cao nhất trên hàng công cùng với hai ngoại binh. Nhìn vào những gương mặt mà Nam Định đã và sẽ sở hữu, người hâm mộ không khỏi choáng váng. Nam Định có thể được xem là PSG Việt Nam sau trường hợp của Topendland Bình Định ở mùa giải trước, khi sở hữu quá nhiều ngôi sao. Ở V-League 2022, Nam Định trụ hạng thành công trước một vòng đấu. Tới V-League 2023, Nam Định sẽ hướng tới mục tiêu cao hơn như lọt vào top 6 đội dẫn đầu để đua vô địch ở giai đoạn 2. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé!